AUC đó là 637. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Đại Kỳ Lương. Mình sẽ làm video về du lịch, đời sống, ăn uống, mukbang, địa điểm thú vị và game. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nạp 20.000 đồng và nhận được 450 UC trong game PUBG Mobile. Tính ra thì mọi người sẽ nâng cấp lên Royal Pass chỉ với giá là 70.000 đồng thôi. Ok, giờ bắt đầu nha. Ok, thì đây là ID The Real Lương của mình. Các bạn có thể thấy hình với tên của mình luôn ha. Đó là nhân vật của mình. Thì giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn mọi người nạp 20.000 đồng và nhận được 450 UC. Bây giờ mình sẽ thoát ra và đăng nhập phần nick của bạn mình tại vì mình nạp giùm nó. Ok, đây là nhân vật của bạn mình tên là H6 và các bạn có thể thấy là UC hiện tại là 0. Bây giờ mình sẽ tiến hành nạp nha. Đầu tiên là các bạn vào như cái hình đó. Rồi sau đó sao chép cái ID của mình. Cái bên có hình hai tờ giấy đó, mọi người bấm vào là nó sao chép, nó hiện đã sao chép. Mọi người sẽ vào cái trang pay.zing này mình có sẵn này, pay.zing.vn. Sẹt đâu rồi? Sẹt PUBG M đó. Sau đó mọi người sẽ nhập cái ID của mình vào cái ô này. Cái ô này là nhập ID người chơi. Người chỉ việc dán vào thôi, tại vì nãy mình đã copy rồi, mọi người đăng nhập. Ở đây mọi người check có phải tên mình không nghe, đúng tên mình hay nạp nghe, đây là H6 đúng rồi nè. Mình sẽ chọn gói là Zalo Pay và chọn gói là 100.000, đó 100.000. 100.000 đây. Sau đó sẽ bấm vào tiếp. Thấy người ta hỏi là sử dụng Zalo Pay để mà thanh toán thì mình xác nhận là sử dụng và mở ứng dụng Zalo Pay ra. Thế đây mình chọn thanh toán bằng thẻ CCB. Đây là đồng giá 20.000. Là các bạn nạp 100.000 trừ đi 80.000 khuyến mãi và chỉ tốn 20.000 thôi, xác nhận thanh toán. Đây mình sẽ nhập mật khẩu. Mình sẽ che lại nha. Đó, đây họ sẽ xác nhận của ACB gửi cái mã cho mình. Xong, thanh toán xong mình được tặng thêm cái voucher 10.000 đúng không? Thì tiếp theo mình sẽ nạp thêm 50.000 nữa là khoảng 200 UC nữa thì nó sẽ được là hơn 600, như vậy là mọi người có thể mua Royal Pass được nha. Bây giờ nạp 50.000 nữa nè. Cũng làm tương tự như các bước vừa rồi thôi, nhưng mà không có chọn cái quà tặng tại vì đã hết quà tặng rồi. Nó 50.000 thanh toán bằng GCB tương tự. Trong giờ sẽ trả vào. Đó, UC đó là 637. Như vậy là mọi người có thể đủ tiền nâng cấp lên Royal Pass. Đó, nâng cấp nè, luôn nâng cấp. Và chọn gói 600 ở đây. Ok, giờ nâng luôn nha. 600 đây, đồng ý. Đó. Thu thập quà nha mọi người. Ừ. Đó, quá trời nhiều luôn. Tại vì mình đã cài lên tới RV19 rồi, bây giờ mình đã ở dưới là có sẵn, bây giờ mình chỉ cần bấm vào thu thập tất cả rồi nhảy đồ vô rồi nha. Có áo nè, nón nè. Đó, một đống đồ luôn, bây giờ nhiệm vụ của cái nào xong lùm luôn nè. Đó. Mấy cái này là mình đã, nếu mà mọi người chơi mà hôm ngày mà chưa nâng cấp á, mọi người làm nhiệm vụ nó cũng tính nữa. Giờ nâng lên chỉ việc vào lụm đồ thôi. Như là mấy nhiệm vụ này hôm ngày là mình không được lụm nữa, bây giờ mình lụm luôn nè. Đó, quá nhiều luôn. Rồi hết, bây giờ qua lụm phần thưởng tiếp nha. Ô ba lô nè. Xe nè. Ui quá trời, nón Alibaba.
Ok, thì mình đã hoàn thành xong cái video hướng dẫn mọi người dùng 70k để mà nâng lên Royal Pass của PUBG Mobile. Thì video này đã kết thúc. Nếu mọi người thích video này đừng quên để lại một like và share nó cho bạn bè cùng xem nha. Và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình luôn. Một lần nữa mình là Dragon Lương. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.